Em xin chào anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh chia sẻ thông tin của Toyota Tinh Ninh. Em Tấn Dầu, nhân viên kinh doanh của Toyota Tinh Ninh. Hôm nay em sẽ chỉ cho anh chị một mẹo bí quyết làm sao để điều chỉnh được từng vùng nghe nhạc trên xe và điều chỉnh cho phù hợp với lại thể loại nhạc mình mong muốn. Làm thế nào để nghe nhạc được hay hơn trên xe Vios 2023? Hãy cùng em tìm hiểu ngay nhé. Ngay sau đây em sẽ hướng dẫn đến anh chị làm thế nào để điều chỉnh âm lượng phù hợp trên từng vùng mình mong muốn trên xe. Đầu tiên trên màn hình điện thoại, anh chị vào giúp em phần cài đặt Bluetooth, mở Bluetooth. Trên màn hình DVD, anh chị vào giúp em phần cài đặt Bluetooth. Trên điện thoại sẽ hiển thị ra tên của xe mình, anh chị bấm vào kết nối. Ghép đôi. Trên màn hình DVD, anh chị bấm OK, cho phép đồng bộ danh bạ. Trên màn hình DVD, anh chị ấy giúp em âm thanh Bluetooth và OK. Sau khi kết nối thành công, điện thoại sẽ hiển thị đã kết nối thành công với xe của mình. Ngay lúc này thì chúng ta có thể phát một bài nhạc. Và để điều chỉnh theo từng vùng mong muốn, hoặc anh chị có thể điều chỉnh âm lượng âm bass, âm treble phù hợp với tai nghe của mình, anh chị vào phần cài đặt âm thanh, vào phần độ cân bằng âm thanh tự động, anh chị có thể điều chỉnh ở mức cao, thấp, trung bình. Hệ thống âm thanh sẽ tự động điều chỉnh cho mình phù hợp với từng loại nhạc của mình. Hoặc anh chị muốn điều chỉnh cho từng vùng phát nhạc ở trên xe, tập trung chỉ ở vùng mình mong muốn, anh chị vào phần giúp em điều chỉnh âm lượng, điều khiển âm thanh và sau đó điều chỉnh đến vùng mình mong muốn. Ví dụ em đang chỉnh ở ghế lái, vị trí phát nhạc tập trung vào ghế lái, thì ở ba vùng còn lại nhạc sẽ nhỏ hơn. Hoặc anh chị điều chỉnh qua phần ghế phụ thì bên phần ghế phụ sẽ phát nhạc tập trung vào phần ghế phụ, các vùng còn lại sẽ nhỏ hơn. Tương tự với lại hai ghế phía dưới, mình hoàn toàn có thể điều chỉnh theo sở thích mình mong muốn để phù hợp với tai người nghe. Ví dụ anh chị muốn âm lượng bass trầm ấm nhiều hơn thì anh chị hãy bấm dấu cộng để tăng mức lượng âm bass lên. Nếu anh chị muốn nghe âm bass nhiều hãy tăng lên mức 2. Hoặc anh chị muốn nghe âm lượng bass thấp, anh chị nghe về số 1 hoặc về 0. Khi đó chúng ta hoàn toàn có thể nghe theo tùy sở thích của mỗi người. Về phần cài đặt bộ điều chỉnh âm, anh chị hoàn toàn có thể điều chỉnh theo từng loại nhạc mình mong muốn. Ví dụ anh chị hay nghe nhạc cổ điển, hoặc là nghe nhạc jazz, hoặc nghe nhạc rock, anh chị hoàn toàn có thể tùy chỉnh, hoặc có thể can thiệp sâu hơn vào tùy chỉnh âm thanh để giúp cho chúng ta nghe theo sở thích của mình mong muốn. Vừa rồi em đã chia sẻ đến anh chị những tính năng để điều chỉnh nhạc ở trên xe Vios 2023 như thế nào để hay hơn, điều chỉnh phù hợp với từng loại nhạc mình nghe hoặc là từng vùng mình mong muốn. Nếu anh chị cảm thấy hay, hãy nhấn nút like, share và subscribe cho kênh Toyota Tinh Ninh tụi em nhé. Hoặc còn bất kỳ vướng mắc nào, anh chị vui lòng liên hệ ngay đến số hotline 1800 6565 hoặc đến trực tiếp showroom tại địa chỉ 50 Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh nhé.